Triệu chứng cực kỳ nguy hiểm trên chó, nếu như không xử lý kịp thời thì những bé cún sẽ rất dễ hẹo. Anh em đang nuôi chó con như em cún này của mình đây thì hãy ở lại xem hết video này của mình để biết cách xử lý làm sao. Nếu như chúng ta không kịp thời mang chúng nó ra sự nguy ấy, thì nó có thể là vượt qua tình trạng nguy nan đó nha mọi người. Sau khi về nhà mới được 2 hôm, anh khách có báo là bé cún này đang trong tình trạng là bị ho hắt xì, thứ nữa là cộng với hiện tượng bị đi ngoài. Mình có bảo là nếu mà anh không biết chăm thì là anh có thể gửi quay đầu lại, em nuôi khỏe và anh đón lại. Thế là anh có mang sang bên mình đây, và khi về nhà mình là tối hôm qua thì nó đã bị một lần như này rồi. Đây là hiện tượng bị ngất nha mọi người. Thân nhiệt bình thường của con chó thì nó dao động từ 38 đến 39 độ. Còn lúc này nếu như mà chúng ta mà đo vậy thì nó chỉ tầm khoảng độ 36 đến 37 độ mà thôi, cực kỳ nguy hiểm nha mọi người. Đấy, đây là ngay lập tức lúc này thì chúng ta phải làm ấm cơ thể của con chó này bằng cái biện pháp là lắp sưởi đây. Thứ nữa là gì, anh em phải bổ sung thêm những cái chất để nó hồi sức lại, ví dụ như mật ong này hay là nước oxyzôn này, điện giải đó mọi người. Sau khi cấp cứu thành công cho em cún, bây giờ mình sẽ tiến hành nghiên cứu xem bé cún này đang gặp hiện tượng như thế nào để mình chữa theo biểu hiện nha anh em. Thứ nhất thì mình đánh giá này, phân bị đi ngoài này, màu phân này màu sẫm như này là anh ấy nó đang cho ăn quá nhiều thịt. Hiện tại là đang rất là khó thở, là hiện tượng đang thở bằng mồm. Cái trường hợp này là bé cún đang bị nhiễm lạnh nha anh em ơi, vừa ho hắng hắt xì sổ mũi này cộng với đi ngoài, ca này là căng đây anh em ạ. Và để cho anh khách yên tâm thì mình có mang bé cún ra test qua vô đây. Đấy, nói chung là chó nó lờ đờ mệt mỏi vào đi ngoài đã giao mùa nhanh, thì anh em có điều kiện thì lên test qua vô cho nó nha. Que test thì mình có để link ở dưới góc trái màn hình, anh em có thể vào tham khảo ạ. Như mọi người thấy, sau khi trải qua quá trình test qua vô thì nó lên là một vạch nhá. Mình sẽ phải chữa theo lần lượt từng biểu hiện bé cún, thứ nhất là đi ngoài này, và thứ hai ho hắt ra sổ mũi. Và để xử lý tình trạng bị đi ngoài thì bây giờ mình sẽ tiến hành là chuyển từ là ăn cơm ăn thịt sang bây giờ mình sẽ nấu cháo mọi người ơi. Nấu cháo trắng thì bình thường ấy anh em được cho thêm một vài lát chuối xanh vào này. Đấy, đáng nhẽ nhá, một ngày con cún anh em đang ăn khoảng 2 bữa đến 3 bữa một ngày đây, thì bây giờ trong tình trạng mà đi ngoài như thế này thì mọi người nên chuyển ra 4 đến 5 bữa một ngày. Cái dạ dày con chó ấy nó co bóp ít lại thì nó sẽ giảm được hiện tượng bị đi ngoài nha anh em. Thứ nhất là mọi người sẽ nấu cháo trắng này với thịt lạc băm này, còn mình thì mình lựa chọn nấu cháo trắng sau đó rắc thêm ít mate khô này cho nó tiện anh em ạ. Một gói sản phẩm này thì chúng ta để trộn với cả một bát cơm đầy. Còn đối với một con chó mà mình cho ăn khoảng độ một lon đen cháo đấy, thì anh em phải rắc hạt tiêu này, chỉ cần như vậy thôi là nó quá nhiều chất luôn đấy, thơm lắm anh em ạ. Đi ngoài bổ sung thêm men tiêu hóa cho nó dễ tiêu nha anh em, rắc một tí thôi là ok rồi. Đấy, giờ là không thực ăn này anh em ạ, mình phải bơm thôi, mệt nó không muốn ăn mà bây giờ chúng ta lại càng chiều theo ý nó mà không cho nó ăn, dần dần nó lẻ ra là nguy hiểm lắm. Tầm này thôi, cái bọn là size nhỏ, bọn size teacup này rất khó nuôi, khó nuôi trong tầm khoảng độ 2 tháng 3 tháng này, ai mà không có cái kinh nghiệm ấy, nó ngất giống như vừa xong nhá, là rất nguy hiểm luôn, rất nhiều hại sức khỏe lắm anh em ạ. Ăn xong rồi lau mồm lau miệng cho sạch sẽ nhá, đưa vào chuồng nằm như ấm nhá anh em. Thời lượng clip đến đây là khá dài, mặc dù hiện tại tình hình sức khỏe của cháu nó đã qua cơn nguy kịch. Ở clip sau mình sẽ chia sẻ anh em cái thiết bị này là thiết bị dùng để làm gì và cũng như là mình sử dụng những loại thuốc gì để điều trị cho em cún này. Hy vọng rằng là anh em vẫn tiếp tục đón xem để biết cách tự xử lý cho em cún của mình nếu như không may mắc phải giống như em này của mình nhá.